Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Hôm nay là cuối ngày, đầu tuần quá là bận rộn ngày hôm nay luôn anh em. Ngày thứ hai là một trong những ngày mình phải dắt giò lên cổ mà chạy luôn. Rồi, ok anh em, đây là con Google Pixel 6, Thịnh làm lỗi mất nguồn. Cái máy này Thịnh nghĩ sẽ là khởi đầu cho cái video clip Thịnh làm về vấn đề nguồn trên Pixel 6 và 6 Pro, đặc biệt là 6 ha. Cho anh em cộng đồng người dùng dòng máy này ha. Pixel 6 mất nguồn lỗi hoàn toàn do mainboard luôn, và cái kết cấu main của Pixel 6 nó không giống bất kỳ một cái thế hệ Pixel nào trước đó nữa, nên là cái hệ thống chip nó sử dụng cũng rất là khác luôn anh em. Đó, bắt đầu chúng ta phải làm lại từ đầu trên cái thế hệ Pixel 6 này. Thịnh sửa chuyên về Pixel từ rất là nhiều, nhưng mà đối với Pixel 6 là mình phải chuẩn bị lại một loạt linh kiện luôn, và những cái công cụ hỗ trợ cũng như kết hợp với cái chuyên môn của bên mình để mà dò ra chính xác cái lỗi và xử lý nó. Và vẫn là cái công thức và cái câu chuyện cũ, đó là nếu một cái máy zin chuẩn hình làm từ đầu như cái máy này thì gần như chắc chắn sẽ cứu được đó, trừ khi anh em làm một cái gì đó độc lạ với cái máy của mình, ví dụ như anh em đập gãy main hoặc là anh em làm vô nước cháy tưng bừng gì đó. Còn anh em đang sử dụng bình thường, máy nó mất nguồn thì chắc chắn sẽ cứu được nếu mình là đơn vị làm từ đầu. Không chỉ mình mà phải là những nơi chuyên và sửa Pixel, những người thợ chuyên top đầu được làm cái máy đầu tiên đó thì chắc chắn mấy anh em sẽ cứu được. Cũng giống như anh em đi trị bệnh bác sĩ vậy thôi đó, người bác sĩ giỏi thì người ta biết về bệnh của anh em, cái liệu trình điều trị ra sao, người ta đưa cái giải pháp ra cái là anh em hết bệnh liền. Còn anh em mà gặp phải lan băm hoặc là người không có chuyên môn về cái lĩnh vực đó, họ cứ dẫn dắt hoài, cuối cùng cũng không ra được một cái gì hết. Và nặng nề hơn là cái cơ thể chúng ta nó ngày càng gọi là bệnh tật nhiều hơn. Thì cũng giống như cái máy bị sửa sai cách, thì trường hợp nặng nhất là cái men nó chết luôn thì mình cũng hết cứu, thì lúc đó phải kiếm men thay cho anh em. Trong những công tác mà sửa chữa Pixel thì Thịnh ngại nhất là cái chuyện đi thay main. Bởi vì sao anh em? Bởi vì main thì chắc chắn là không có main mới ở trong hãng đó mà anh em thay. Main là phải tháo từ những cái máy hư hỏng màn hình hoặc là vấn đề gì đó tháo ra. Đó, những cái main đó mình dị ứng cái khi mà thay lắm. Giá nó cũng không có, đương nhiên là thay nguyên một cái main thì giá nó không rẻ rồi. Đó, nhưng mà cái độ bền của nó lại hên xui. Đó, Thịnh chỉ thích sửa trực tiếp trên cái main zin máy chuẩn của anh em, và mình làm theo cái cách của mình để khôi phục chuẩn zin lại thì anh em xài bền bỉ mượt mà ngon lành. Đó, mình thích cái cách làm như vậy thôi. Đó là lý do mà mình sửa không được, là thường mình trả máy chứ mình không có ráng mình đi kiếm men sát bên này bên kia để thay cho anh em đâu. Đó, rồi ok anh em. Cái dòng Pixel 6 này, cái nguyên nhân làm sao mà anh em có thể gặp lỗi mất nguồn, mặc dù anh em không rơi rớt, không va đập, thì anh em lưu ý giúp Thịnh một số tình huống nó có thể liên quan tới vấn đề sạc nha. Cái bộ sạc anh em sử dụng nó có lỗi gì hay không. Đó, và cái thói quen sử dụng của anh em đừng có vừa sạc vừa xài liên tục quá lâu. Đó, nó có thể gây ra những cái rủi ro chạm chập mà chúng ta không biết trước được. Rồi ngoài ra đương nhiên thì cái cách dùng của anh em nó cũng quan trọng lắm. Ví dụ như anh em dùng vừa phải nhẹ nhàng, khác với những anh em mà cày game, quay phim, dựng phim rồi liên tục, máy lúc nào cũng hoạt động với cường độ cao. Đó, thì cái tuổi thọ chip nó sẽ suy giảm và nó sẽ dễ phát sinh những cái hư hỏng hơn là những anh em xài máy một cách phổ thông, nhẹ nhàng. Rồi tóm tắt lại, xử lý Pixel 6 mất nguồn, anh em thấy Thịnh làm lên dữ liệu còn nguyên. Anh em nào sửa máy đưa về dữ liệu thì cái cách làm của mình sẽ đáp ứng trọn vẹn cho anh em cái vấn đề đó. Và thứ hai là giá cả rất là dễ chịu, và thứ ba đó là chất lượng là tuyệt đối, nó không khác gì một cái main zin mới ban đầu. Khi mà mình đã xử lý chuẩn logic rồi và mọi thứ nó được phục hồi, được mình chăm chút tỉ mỉ lại thì nó sẽ hoàn hảo để anh em tiếp tục sử dụng lâu dài. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp nha.